Đi vòng không đây? Bữa nay mình đi mua trà sữa không? Đi chậm lại nhá. Ôi giời ơi, nước bắn hết cả người rồi. Quay lại đây. Không được đi xuống dưới đường nhá. Đi xuống dưới đường xe đâm mọi người đó. Trời ơi đi nhanh thế. Hôm nay mẹ đi mua trà sữa đây. Bên này, bên này. Cô này,